Xe chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là cập nhật xác thực là sinh chắc học ở trên ứng dụng ngân hàng là BIDV nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên ở trên cái điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng ngân hàng BIDV cho mình nhé. Ok, sau đó mình sẽ kích vào phần là đăng nhập này lúc này các bạn sẽ điền cái mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng là bidv nhé mọi người nhé, ok mình sẽ kích vào phần đăng nhập nhé, ok sau khi vào phần trang chủ của ứng dụng ngân hàng bidv các bạn sẽ kéo xuống cho mình ở đây nó sẽ có cái phần là cài đặt sinh trắc học thì chúng ta sẽ kích vào nhé rồi tiếp theo uh, nó sẽ ra một cái tên là uh, họ và tên khách hàng thì là tên của các bạn và giấy tờ Thùy thân này uh, các bạn sẽ kéo xuống chúng ta cần phải đánh tích vào ô là đăng nhập quên mật khẩu trên thiết bị khác nhé mọi người nhé và xác thực giao dịch bằng sinh chắc học lúc này các bạn sẽ kéo xuống chúng ta sẽ phải điền cái số tiền uh, chúng ta cần xác thực ví dụ như các bạn sẽ điền cái số tiền tối thiểu cho mình là 10 triệu nhé mọi người nhé Rồi sau khi điền xong thì mình sẽ kích vào cái phần là ô vuông tôi đã đọc và đồng ý nhé mọi người nhé Và tiếp theo các bạn sẽ kích vào phần là cài đặt và xác thực Rồi ở đây thì mình sẽ có một cái mã OTP nó sẽ gửi về điện thoại nhé Mình sẽ kích vào đồng ý này nó sẽ tự động điền này và mình ấn vào phần là xác nhận nhé Rồi lúc này chúng ta cần phải xác thực cái khuôn mặt thì các bạn sẽ để cái khuôn mặt của các bạn vào cái khuôn hình ở trên cái màn hình điện thoại nhé OK vậy là mình đã cài đặt thông tin xác à, thực sinh chắc học cho dịch vụ đã thành công rồi nha mọi người nhé. Mình sẽ ấn vào phần là đóng này. Đây là cái tài khoản BIDV của mình là mới mở, thế nên là à, ngân hàng đã tự động thêm cái thông tin căn cước của mình vào rồi nhé và mình không cần phải à, quét cái NFC ở trên cái điện thoại này nữa. Đó thì à, hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là à, cập nhật xác thực sinh chắc học bằng ngân hàng BIDV nhé mọi người nhé. À, lắm bạn là cần phải xác thực lại cái căn cước công dân của chúng ta còn ở đây của mình thì không cần phải xác thực mà mình chỉ cần thêm cái khuôn mặt thôi nhé là đã được rồi nhá mọi người nhá